quay lại. Hơn nữa ông ấy cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm này. Kheo cũng sẽ vì bạn gái mà quay lại. Bong là người của hội học sinh, cũng có nghĩa vụ giúp đỡ những học sinh khác. Ba người không thể đối đáp lại, nói Core đừng truyền chủ đề, yêu cầu cậu ta ra ngoài. Thầy giáo đảm bảo với Core, nếu có thể tìm thầy cứu viện thì đảm bảo để cậu ta thuận lợi qua được năm học này. Core mở cửa phòng học thì thể bên ngoài không nhìn thấy đâu. Có thể là tên phạm nhân giết người quay lại, chuyển thi thể đi rồi, mà họ vừa rồi tranh cãi, chắc chắn khiến hắn ta biết trong phòng này có người. Kho nói đợi 15 phút nữa, nếu bên ngoài không có động tĩnh gì, mình sẽ ra ngoài tìm cứu viện. 15 phút rất nhanh trôi qua, Kho nói Bong giúp cậu mở cửa, sau đó đẩy cô ấy ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại. Những người khác cũng không ngăn lại, chỉ cần người ra bên ngoài không phải mình là được. Bong gọi video cho bạn ở trong phòng học, không có sóng để báo cảnh sát, có sóng để gọi video call. Bong nhìn thấy một thứ gì đó trong lúc chạy, sóng điện thoại bị ngắt và người bắt đầu trách Core, nói là cậu hại Bong. Core không muốn cãi nhau với họ, mở cửa đi ra ngoài. Bạn của Bong nghi ngờ Core sẽ bỏ chạy luôn. Sa nói Core phải là người như thế. Thì ra Sa không chỉ là bạn gái của Kheo mà còn là bạn gái cũ của Core. Kheo luôn luôn để ý chuyện này. Sa gọi điện cho Core, Core nói cậu ấy đang đi tìm Bong, vốn dĩ bản thân không muốn giúp đỡ ai cả, bây giờ lại vì Sa mà đi tìm người giúp đỡ. Sắc mặt của Kheo rất tệ, bạn gái của mình luôn bảo vệ người khác, cậu ta tìm một lý do đi ra ngoài. Lúc này Nano nhắc đến, đợi khi chúng ta ra ngoài, cảnh sát nhất định sẽ điều tra cô gái kia tại sao lại chết ở bên ngoài. Kho tìm cứu viện đến thì sẽ trở thành anh hùng, mọi người chắc chắn sẽ tin lời cậu ấy. Mà thầy giáo của cậu ấy lại là gấu chó, còn hại chết bạn học trong trường. Thầy giáo vì muốn bảo vệ hình tượng trong lòng con gái, để con gái ở trong phòng học. Bây giờ trong phòng không có lấy một người đàn ông. Nano ngồi trên bục giảng chơi đùa da mỹ thuật trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Các cô gái bắt đầu hoảng loạn. Một nửa của bức ảnh phạm nhân kiểu tóc giống hệt với Nano. Họ cầm vũ khí bên tay lên. Cô bé nói giúp Nano vài câu. Khi cô gái ở bên ngoài bị giết, Nano luôn ở cùng mọi người trong phòng, như thế mới giải tỏa được hết nghi ngờ. Lúc này bên ngoài có tiếng hét thảm thiết của Core. Sa càng lo lắng cho bạn trai cũ, cô bé cũng muốn đi tìm bố mình. Những người khác cũng cảm thấy đợi không được cứu viện rồi, do đó những người còn lại cùng nhau đi ra ngoài, bởi vì Core có lấy lại. Hơn nữa ông ấy cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm này. Kheo cũng sẽ vì bạn gái mà quay lại. Bong là người của hội học sinh, cũng có nghĩa vụ giúp đỡ những học sinh khác. Ba người không thể đối đáp lại, nói Core đừng truyền chủ đề, yêu cầu cậu ta ra ngoài. Thầy giáo đảm bảo với Core, nếu có thể tìm thầy cứu viện thì đảm bảo để cậu ta thuận lợi qua được năm học này. Core mở cửa phòng học thì thể bên ngoài không nhìn thấy đâu. Có thể là tên phạm nhân giết người quay lại, chuyển thi thể đi rồi, mà họ vừa rồi tranh cãi, chắc chắn khiến hắn ta biết trong phòng này có người. Core nói đợi 15 phút nữa, nếu bên ngoài không có động tĩnh gì, mình sẽ ra ngoài tìm cứu viện. 15 phút rất nhanh trôi qua, Core nói Bong giúp cậu mở cửa, sau đó đẩy cô ấy ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại. Những người khác cũng không ngăn lại, chỉ cần người ra bên ngoài không phải mình là được. Bong gọi video cho bạn ở trong phòng học, không có sóng để báo cảnh sát, có sóng để gọi video call. Bong nhìn thấy một thứ gì đó trong lúc chạy, sóng điện thoại bị ngắt và người bắt đầu trách Core, nói là cậu hại Bong. Core không muốn cãi nhau với họ, mở cửa đi ra ngoài. Bạn của Bong nghi ngờ Core sẽ bỏ chạy luôn. Sa nói Core phải là người như thế. Thì ra Sa không chỉ là bạn gái của Kheo mà còn là bạn gái cũ của Core. Kheo luôn luôn để ý chuyện này. Sa gọi điện cho Core, Core nói cậu ấy đang đi tìm Bong, vốn dĩ bản thân không muốn giúp đỡ ai cả, bây giờ lại vì Sa mà đi tìm người giúp đỡ. Sắc mặt của Kheo rất tệ, bạn gái của mình luôn bảo vệ người khác, cậu ta tìm một lý do đi ra ngoài. Lúc này Nano nhắc đến, đợi khi chúng ta ra ngoài, cảnh sát nhất định sẽ điều tra cô gái kia tại sao lại chết ở bên ngoài. Core tìm cứu viện đến thì sẽ trở thành anh hùng, mọi người chắc chắn sẽ tin lời cậu ấy. Mà thầy giáo của cậu ấy lại là gấu chó, còn hại chết bạn học trong trường. Thầy giáo vì muốn bảo vệ hình tượng trong lòng con gái, để con gái ở trong phòng học. Bây giờ trong phòng không có lấy một người đàn ông. Nano ngồi trên bục giảng chơi đùa da mỹ thuật trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Các cô gái bắt đầu hoảng loạn. Một nửa của bức ảnh phạm nhân kiểu tóc giống hệt với Nano. Họ cầm vũ khí bên tay lên. Cô bé nói giúp Nano vài câu. Khi cô gái ở bên ngoài bị giết, Nano luôn ở cùng mọi người trong phòng, như thế mới giải tỏa được hết nghi ngờ. Lúc này bên ngoài có tiếng hét thảm thiết của Core. Sa càng lo lắng cho bạn trai cũ, cô bé cũng muốn đi tìm bố mình. Những người khác cũng cảm thấy đợi không được cứu viện rồi, do đó những người còn lại cùng nhau đi ra ngoài, bởi vì Core có lấy lại. Hơn nữa ông ấy cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm này. Kheo cũng sẽ vì bạn gái mà quay lại. Bong là người của hội học sinh, cũng có nghĩa vụ giúp đỡ những học sinh khác. Ba người không thể đối đáp lại, nói Core đừng truyền chủ đề, yêu cầu cậu ta ra ngoài. Thầy giáo đảm bảo với Core, nếu có thể tìm thầy cứu viện thì đảm bảo để cậu ta thuận lợi qua được năm học này. Core mở cửa phòng học thì thể bên ngoài không nhìn thấy đâu. Có thể là tên phạm nhân giết người quay lại, chuyển thi thể đi rồi, mà họ vừa rồi tranh cãi, chắc chắn khiến hắn ta biết trong phòng này có người. Core nói đợi 15 phút nữa, nếu bên ngoài không có động tĩnh gì, mình sẽ ra ngoài tìm cứu viện. 15 phút rất nhanh trôi qua, Core nói Bong giúp cậu mở cửa, sau đó đẩy cô ấy ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại. Những người khác cũng không ngăn lại, chỉ cần người ra bên ngoài không phải mình là được. Bong gọi video cho bạn ở trong phòng học, không có sóng để báo cảnh sát, có sóng để gọi video call. Bong nhìn thấy một thứ gì đó trong lúc chạy, sóng điện thoại bị ngắt và người bắt đầu trách Core, nói là cậu hại Bong. Core không muốn cãi nhau với họ, mở cửa đi ra ngoài. Bạn của Bong nghi ngờ Core sẽ bỏ chạy luôn. Sa nói Core phải là người như thế. Thì ra
Sa không chỉ là bạn gái của Kel mà còn là bạn gái cũ của Cor. Kel luôn luôn để ý chuyện này. Sa gọi điện cho Cor. Cor nói cậu ấy đang đi tìm Bong. Vốn dĩ bản thân không muốn giúp đỡ ai cả, bây giờ lại vì Sa mà đi tìm người giúp đỡ. Sắc mặt của Kel rất tệ. Bạn gái của mình luôn bảo vệ người khác, cậu ta tìm một lý do đi ra ngoài. Lúc này Nano nhắc đến, đợi khi chúng ta ra ngoài, cảnh sát nhất định sẽ điều tra cô gái kia tại sao lại chết ở bên ngoài. Cor tìm cứu viện đến thì sẽ trở thành anh hùng. Mọi người chắc chắn sẽ tin lời cậu ấy. Mà thầy giáo của cậu ấy lại là gấu chó, còn hại chết bạn học trong trường. Thầy giáo vì muốn bảo vệ hình tượng trong lòng con gái, để con gái ở trong phòng học. Bây giờ trong phòng không có lấy một người đàn ông. Nano ngồi trên bục giảng chơi đùa dao mỹ thuật trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Các cô gái bắt đầu hoảng loạn. Một nửa của bức ảnh phạm nhân kiểu tóc giống hệt với Nano. Họ cầm vũ khí bên tay lên. Cô bé nói giúp Nano vài câu. Khi cô gái ở bên ngoài bị giết, Nano luôn ở cùng mọi người trong phòng, như thế mới giải tỏa được hết nghi ngờ. Lúc này bên ngoài có tiếng hét thảm thiết của Cor. Sa càng lo lắng cho bạn trai cũ, cô bé cũng muốn đi tìm bố mình. Những người khác cũng cảm thấy đợi không được cứu viện rồi, do đó những người còn lại cùng nhau đi ra ngoài, bởi vì Cor có lẽ lại. Hơn nữa ông ấy cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm này. Kheo cũng sẽ vì bạn gái mà quay lại. Bong là người của hội học sinh, cũng có nghĩa vụ giúp đỡ những học sinh khác. Ba người không thể đối đáp lại, nói Cor đừng truyền chủ đề, yêu cầu cậu ta ra ngoài. Thầy giáo đảm bảo với Cor, nếu có thể tìm thấy cứu viện thì đảm bảo để cậu ta thuận lợi qua được năm học này. Cor mở cửa phòng học, thi thể bên ngoài không nhìn thấy đâu. Có thể là tên phạm nhân giết người quay lại, chuyển thi thể đi rồi. Mà họ vừa rồi tranh cãi, chắc chắn khiến hắn ta biết trong phòng này có người. Cor nói đợi 15 phút nữa, nếu bên ngoài không có động tĩnh gì, mình sẽ ra ngoài tìm cứu viện. 15 phút rất nhanh trôi qua, Cor nói Bong giúp cậu mở cửa. Sau đó đẩy cô ấy ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại. Những người khác cũng không ngăn lại, chỉ cần người ra bên ngoài không phải mình là được. Bong gọi video cho bạn ở trong phòng học, không có sóng để báo cảnh sát, có sóng để gọi video call. Bong nhìn thấy một thứ gì đó trong lúc chạy, sóng điện thoại bị ngắt và người bắt đầu trách Cor, nói là cậu hại Bong. Cor không muốn cãi nhau với họ, mở cửa đi ra ngoài. Bạn của Bong nghi ngờ Cor sẽ bỏ chạy luôn. Sa nói Cor phải là người như thế. Thì ra Sa không chỉ là bạn gái của Kel mà còn là bạn gái cũ của Cor. Kel luôn luôn để ý chuyện này. Sa gọi điện cho Cor. Cor nói cậu ấy đang đi tìm Bong, vốn dĩ bản thân không muốn giúp đỡ ai cả, bây giờ lại vì Sa mà đi tìm người giúp đỡ. Sắc mặt của Kel rất tệ. Bạn gái của mình luôn bảo vệ người khác, cậu ta tìm một lý do đi ra ngoài. Lúc này Nano nhắc đến, đợi khi chúng ta ra ngoài, cảnh sát nhất định sẽ điều tra cô gái kia tại sao lại chết ở bên ngoài. Cor tìm cứu viện đến thì sẽ trở thành anh hùng. Mọi người chắc chắn sẽ tin lời cậu ấy. Mà thầy giáo của cậu ấy lại là gấu chó, còn hại chết bạn học trong trường. Thầy giáo vì muốn bảo vệ hình tượng trong lòng con gái, để con gái ở trong phòng học. Bây giờ trong phòng không có lấy một người đàn ông. Nano ngồi trên bục giảng chơi đùa dao mỹ thuật trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Các cô gái bắt đầu hoảng loạn. Một nửa của bức ảnh phạm nhân kiểu tóc giống hệt với Nano. Họ cầm vũ khí bên tay lên. Cô bé nói giúp Nano vài câu. Khi cô gái ở bên ngoài bị giết, Nano luôn ở cùng mọi người trong phòng, như thế mới giải tỏa được hết nghi ngờ. Lúc này bên ngoài có tiếng hét thảm thiết của Cor. Sa càng lo lắng cho bạn trai cũ, cô bé cũng muốn đi tìm bố mình. Những người khác cũng cảm thấy đợi không được cứu viện rồi, do đó những người còn lại cùng nhau đi ra ngoài, bởi vì Cor có